Ok anh em thì ok anh em thì nếu mà anh em nào mà có xem được clip này mà chắc anh em cũng phải về quê và anh em muốn gửi xe nhà bạn thì anh em có thể xem clip này và áp dụng vào trong cái đời sống của mình nha anh em. Đó bây giờ mình qua nhà Vi. À khi mà mình qua như này chắc có một số anh em thắc mắc sao mà tôi vô nhà Vi được. Ở bát cửa nhà nó thì chỉ có tôi, Phương và nó là biết, cho nên là vô được, cho nên anh em không có gì thắc mắc. Nhanh đi bê cô, ta kêu mày qua đây làm gì? Tết rồi mày báo luôn á mày ơi, mày nhanh diễn thôi không mệt. Thì nhanh đi làm clip cuối cùng mày về chứ. Hả? Báo không. Chứ ngày hôm qua anh bao mày nhậu để cái hôm nay qua mày bê xe rồi nói gì vậy cứu. Rồi thằng con thằng cô kia nữa đâu, kêu nó xíu nó quay với ai quay? Ok anh em bây giờ xuống nhà xe bê này hơi mệt đây nè, giờ rất mệt nè. Đấy, ok giờ đi xuống nhà xe anh em ơi. Hai người trước tôi làm sao được? Tôi kể cái giỏ. Thôi, ta kia ta bên tới này, vô lên luôn nè. Ôi trời ơi. Điểm đứng lên được. Đứng lên. Đúng rồi. Nè, để mẹ cái tay lái nó khoáng nè. Được không? Để mẹ quá thế. Mẹ, để em tao qua đầu kia cho nó thế cái. Bẻ kính. Không lên cái đầu kia quanh đây nè. Đây nè, cái đầu này nó bẻo qua đây nè. Nó cho cái bánh nó lên đây, cái nó bẻo là đó. Rồi, nhấn lên được không? Đó. Rồi đó. Không, nhấn qua xíu nha, nhấn qua. Rồi, giữ yên, giữ yên, từ từ nè. Thế không? Mày cũng vô khúc này thôi. Tại vì mệt cái dưỡng khá bị mệt á. Vô xíu, vô xíu. Ghi không còn nó này nó dưới thôi, nó dưới không dưới lễ bàn giao. Rồi sao bán giáo rồi. Rồi sao cái gì nhất cái này. Chỉnh hoa lại đi. Nào cũng mày. Tao nó bóp nít tôi hoài. Mày ghiền lắm. Chô má bốt đầu nó đó. Vi ngồi dậy lại chiêu luôn nè. Thôi còn người đó. Với lại chiêu cửa lên hướng cao. Ờ Vi. Vi lai rồi đúng đẹp luôn nè. Ơi bị đẳng cấp. A few moments later. Quái gì trời. Hát cái què. Anh bị khùng hay gì á? Sao? Sao gì vậy? Sao quên đồ xe lại? Thầy thằng bảo mời anh quan lấy nha. Anh bị điên hả? Trời ơi, anh đưa xe trong phòng ngủ của em nha. Ủa thì thấy là phòng ngủ được hả? Vậy thì thấy là chắc là phòng khách mới được hả? Hay sao? Hồ ơi, Vĩnh ơi, trong phòng làm việc của em rồi sao em lại?
chỉ là mang nó phòng khách là được đúng không? Đi qua đây. Anh chuẩn bị lên xe đi về rồi. À, đi không hả? Mẹ, tôi cũng thua luôn á. Ngồi giờ xem đây. Ủa thì em like chứ cái xe nó có ảnh hưởng gì đến em? Trời đất ơi, sao không ảnh hưởng à? Khi mà Ngọc Quang gửi anh xe là gửi trên nhà em không nghe đâu mà. Gửi trên nhà là gửi dưới hầm giữ xe chứ không có bỏ xe nhà em. Em gửi trên nhà là gửi trên nhà gửi hầm xe đâu có an toàn em. Trời ơi, ra ngoan toàn với nó có bảo vệ mà. Bảo vệ có về quen tết không? Có không? Về quen tết mày đi nè. Không có về. Anh hỏi ông kêu là ông có về mà. Mày khùng hay gì vậy nè? Rồi sao? Thì em cứ để nó thôi, rồi quay tới đây lấy. Sao mà lại được? Ơ kìa. Rồi sao mà dắt ra đây? Ôi thì dắt là làm gì ơ kìa? Trời ơi, Vĩnh ơi! Thì rồi sao mà dắt ra? Ơ kìa, con điên này dắt là làm gì nhờ? Đủ. Rồi á, tôi lại của gì? Mày đang làm trò đúng không? Anh mới làm trò thì đi hiểm được khi qua đây vậy? Thì tao sợ mất xe năm nào tao cũng thấy cái xe quậy nè, ai mà lấy? Gớm. Không đúng, mày khùng quá, xe này rồi mày xe bít đó mày điên à? Cái đùa quê á. Tài sản của anh có một cái xe đó, nó đưa anh đến những cái nơi mà anh cần đến, đưa anh những cái nơi mà anh kiếm tiền đấy, mày đừng có đùa. Trời ơi Vĩnh ơi, em bực bội xong Vĩnh ơi. Má, tao phát sốt lại luôn. Thế là hôm nào mà em về thì em nhớ đóng cửa phòng liền kỹ lại nhá, cho người ta lấy xe anh mất đó nha. Xe anh cho người ta còn không thèm nữa. Mày mang đi xuống cho xem người ta có thèm không? Đừng có sao, kêu ai qua khiêng cái xe này xuống cho em. Thì qua Tết mùng 10 anh lên rồi. Trời ơi, giờ lời rồi, từ đây tới mùng 10 rồi sao mày làm việc? Ủa chứ mùng chứ em bảo là qua Tết mùng 20 em mới vào. Hờ, ngồi từ dưới âm nem lên đây ông bỏ, bị khùng hoa còn mấy tay. Trời ơi, tao tức chết. Ô, cái con này buồn cười nhà mày, sao mày bị khùng mà quay anh gửi xe là để nó đợi mất đồ cho em, tại vì anh đâu bị điên. Ông tin là Tết ông lên này là anh bây giờ mà anh không qua là tôi bán xe anh luôn. Tết anh lên đây là khỏi có xe chạy luôn. Ta cho mày, ta lên xe ta về quê mà mày khùng à? Đi qua đây, mày về. Ông đâu điên à? Ông bé để quên cho thế nha, đã gửi đi qua năm rồi lên lấy nha. Qua đây mẹ tắt điện thoại luôn rồi. Chưa?
xe. Mọi người ơi, ông nhìn nó. Trời ơi, hôm nay em bán xe nha. Em bán xe nha. Phòng của em là lầu 2 đó. Mà ổng làm sao ổng mang chiếc xe này ổng đem lên lên phòng của em luôn. Thôi ơi, Vĩnh ơi, anh có qua đây anh khiêng cái xe này xuống không rồi xem lại. Mày mà nói bán là cái đó phạt. Ồ ha. Ủa gì mà ngồi vẫn lai chim bán hàng mà. Thì hôm nay em xin giới thiệu mọi người, hôm nay em ấy ấy nó ấy nó. Hôm nay em xin ấy cái xe này. Thế á, ghim vỏ hàng ở đâu vậy mọi người? Em ghim chiếc xe này coi. Vĩnh ơi, anh có thêm ngồi xé một bên không Vĩnh? Cậu qua lấy xe xuống lại không? Bây giờ mọi người tặng quà cho em đi. Mọi người muốn em tháo cái gì thì em tháo cái đó ra. Đây là xe của anh Vĩnh. Có cái tờ giấy gì ghi ra là đây là xe của anh Vĩnh không? Em thì rách ra phòng khách không có làm được. Dắt rồi mà không có làm được. Nó bị mắc rồi, nó mắc cái tủ quần áo với cái cửa, không có làm được. Nó nặng lắm. Vĩnh ơi, lên đây giùm. Thôi tạm cái xe. Em tháo cái kính chiếu hậu rồi. Hay là vậy nhỉ. Bây giờ nếu mà anh không qua là em tháo hết đồ ra đó. Bây giờ anh mà không qua đây là em tháo hết đồ ra luôn. Tin không? Bây giờ anh có tin không Vĩnh? Anh có qua mang xe xuống cho em không? Mọi người ơi, em tháo chiếc xe này xuống nha. Ôi, sao để làm thế này được ta? Em không làm được. Ôi trời đất ơi. Ôi trời đất ơi. Dắt ra mà không có ra được. Cái cửa này nó nhỏ lắm luôn á, không có dắt ra được. Em không làm gì được với nó luôn á. Bây giờ em không biết phải làm gì hết trơn á. Hay là anh mình thôi. Tháo bánh xe đi. Cho em một con cá để em tháo tính xe ra thiệt luôn. Em tháo bánh xe ra thiệt đó. Một con cá hay em tháo bánh xe em nhìn ra. Em nói thiệt luôn. Em nói là em làm đó. Đúng. Tự nhiên nó vậy nè. Chắc một con cá là em tháo bánh lốp xe ổng ra luôn. Không sợ cả. Một con cá là em tháo ở lốp xe ổng ra luôn. Một cái lốp đằng trước luôn. Giải cứu cho Vi được không? Yes, không dắt ra ngoài được. Nhà không anh ơi. Xe của em Vĩnh á. Ông Vĩnh ông mang chiếc xe bỏng lên phòng tao.
tá mày khiêng ra đi. Thì đang la gì vậy? Thì ta đang làm việc. Rồi sao? Khiêng ra đi, mày dắt ra đi. Mày đi nhớ, sao tao dắt được? Mày phải chạy xe thì mày dắt đi. Rồi cái phòng nhỏ gì vậy? Sao đem chiếc xe được ngay vậy? Ai biết? Mày dắt đi. Sao mày mang dép vô nhà vậy? Tôi xin lỗi. Thôi giờ sao? Kéo phụng ra đây phụ. Mày với tao lôi ra đi. Kêu chú Phương lại coi quà mới nè, đâu? Quà mới đâu vậy? Trời, trời đâu? Nữa. Quà mới đâu giờ, quà mới là cái gì vậy? Đâu? Con kỳ lân á, hồi nãy tao nghe nói con kỳ lân nè. Ui, kỳ lân kìa, ui, thiệt kìa. Ui, hai món quà mới luôn. Để ở Phương lên. Chị đôi nha. Anh ơi, mình ơi, mình ơi em nữa. Mình ơi em nữa. Anh ơi, bây giờ một con kỳ lân là em mình đó ơi, em là nữa. Em tháo cái lớp xèo ra luôn. Mình ơi em nữa mà. Mình ơi. Mình ơi em mà. Rồi nạp thêm xíu tặng con Thu. Con Thu là con nào nữa? Sao tao không biết vậy ta? Ủa chứ. Chị rồi nha. Không mà. Mình ơi không được. Còn à, con Thu là con bảy cạo. Wow, đỉnh nha. Mình ơi em nữa mà. Mình ơi em quên em rồi. Dĩnh ơi, xe của anh sắp tàn với em rồi. Chào cô kìa. Không chia đôi thì tặng kỳ lân. Anh tặng gì cũng được anh ơi. Miễn sao em sẽ tha phá chiếc xe ông Dĩnh là được rồi. Em nữa mà, em nữa mà mình ơi. Là anh ơi, xin lỗi anh Dĩnh nha. Anh tạm biệt nhìn chiếc xe của anh lần cuối đi. Ủa sao ông Dĩnh không đem chiếc xe vô đây được vậy? Sao ông đem chiếc xe đây được vậy? Không biết. Tự nhiên xe có giá. Không. Ủa rồi ổng đâu rồi? Ui trai đẹp bởi mi cây. Rồi giờ sao? Tao mày dắt ra. Không có tiếng hả? Tiếng có mà. Dĩnh ơi, nhìn chiếc xe lần cuối đi anh. Đi, lên lên lên, chở đi chơi được. Lá, chở đi chơi được. Tao không quay được. Hiển xe quá, không giờ tao mới lên. Ê, nó còn bị cảnh báo ta. Không biết. Ôi, tao lên nha, tao lên nha. Tao lên. Tao đi xuống. Mày lên đi, mày lên. Mày nói bị cảnh báo, tao thấy tay mày bị hạn chế kìa. Nhưng mà không phải đâu, lên đi. Mày không? Lên. Chú Phương ơi, mày dẫn xe đi. Mày dẫn đi. Sao tao dẫn được? Khinh ra. Lên đi, mày lên rồi chở tao đi. Còn nó nói là sử dụng xe máy. Liên quan. Nó có nói sử dụng xe máy không ta? Giờ sao đây? Mày gọi ông đi. Quay chưa? Quay quay quay. Em nổ, mình ơi em nổ. Mình ơi, mình em nổ. Mình ơi quay chim. Lâu quá vậy. Ui, cái gì vậy? Ôi đẹp quá vậy. Quà mới đẹp nha, 10 điểm.
10 điểm anh ơi, 10 điểm. Đẹp quá anh, đợi tao một like anh biết. Đi học trò bao nhiêu vậy? Anh quay rồi, ok. Anh ơi, mọi người tặng để đập nát chiếc xe của anh đó. Anh Minh ơi, bây giờ anh muốn em tháo cái lốp hay là tháo cái gương chiếu hậu. Quà gì á, không biết luôn, quà cái gì thần á, quà thu thần hay sao á. Mày dắt đi, bây giờ mày dắt cái đuôi tao đỡ cái đầu. Ừ, rồi. Đi. Dương, sao Dương thích cái này nè, mày nhích cái nắp ra. Xe mày hay xe ổng, mày nói sao? Em không biết Dương nè. Hư tường tao, tao không hư. Mày ơi, mày ơi. Mày lịch sử loài người, chiếc xe máy có thể mang lên được tầng 2.